cho tất cả mọi người, hiện tại chúng mình đang có mặt tại đền thờ Vua Hùng. Dù ai đi ngược về xuôi, nhớ ngày giỗ tổ mùng 10 tháng 3. Và ngày hôm nay là ngày mà Phương cũng như các bạn thí sinh đến đây để nhớ về cội nguồn, nhớ về những công ơn xây dựng nước, giữ nước của các vua hùng. Ngày hôm nay khi mình được khoác trên mình chiếc áo dài của thương hiệu Thái Tuấn, đặc biệt hơn là Hoa được tham quan đền Hùng tại Suối Tiên tại thành phố Hồ Chí Minh, thì Hoa cảm thấy là nơi đây rất là thiêng liêng, đặc biệt hơn là có những cái kiến trúc rất là cổ kính và rất là hào hùng. Và khi được bước chân vào đền Hùng thì Hoa cảm thấy nổi da gà bởi vì cái kiến trúc của nó quá đẹp, đặc biệt hơn là nó tôn vinh được cái sự thiêng liêng và cái những cái sự hào hùng của ngài vua Hùng. Đã từng dạy rằng các vua Hùng đã có công dựng nước, bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước. Là một Vina Woman thì mình nghĩ rằng là mình và các bạn ở đây cần phải ra sức phấn đấu để mà trau dồi, rèn luyện và phát triển những ngành nghề cá nhân. Bởi vì trong thời hòa bình hiện nay thì giữ lấy nước không có nghĩa rằng là chúng ta phải chiến đấu hay gì, mà đôi khi đơn giản là chúng ta hãy làm tốt nhiệm vụ của mỗi cá nhân. Và bên cạnh đó thì chúng ta phải không ngừng trau dồi, rèn luyện bản thân của mình để phát triển, để góp phần cống hiến cho đất nước của mình ngày một tốt đẹp hơn. Là một Vina Woman thì Ly mong rằng cái thành công của chính bản thân mình trong chương trình này để góp phần tạo nên tiếng nói mang ra với thế giới, cho mọi người biết rằng về các truyền thống tốt đẹp văn hóa của Việt Nam, và đồng thời cũng lan tỏa tới mọi người để gìn giữ những nét truyền thống cổ truyền mà Ly cảm thấy rằng là chúng ta vẫn còn cần đang phát triển và bảo tồn. Là một sinh viên truyền thông, em hiểu được rằng sức mạnh của truyền thông là vô cùng quan trọng. Chúng ta cần phải biết chất lọc những thông tin đúng trên mạng xã hội, và cùng việc đó là lan tỏa những thông tin và quảng bá cho đất nước của chúng ta, quảng bá cho văn hóa, những nét đẹp truyền thống của đất nước chúng ta để cho bạn bè quốc tế cùng nhau biết đến. Và chúng ta cần phải làm điều đó với cái đầu lạnh và một trái tim ấm.